Thấy người Việt Nam đóng hàng đi cứu trợ, hai chàng trai Ấn Độ mua hai túi bánh đến ủng hộ khiến tất cả ngỡ ngàng. Theo đó, khi nhìn thấy cộng đồng người Việt Nam đang tất bật đóng gói hàng hóa, gửi đi cứu trợ đồng bào miền Bắc đang gặp lũ lụt thiên tai, hai chàng trai người Ấn Độ cũng nhanh chóng chạy đi mua mấy túi bánh đến đóng góp một chút tấm lòng. Ban đầu hai anh em chỉ mua một phần nhỏ để góp thêm một chút tình yêu thương. Nhưng có lẽ anh thấy mọi người ở đây quá rộn ràng, khiến trái tim anh thật sự rung động. Nên anh đã quay xe, đi mua thêm rất nhiều bánh nữa để đóng góp thêm. Tuy khác nhau về ngôn ngữ nhưng tất cả đều có chung một tấm lòng. Nhìn nụ cười rạng rỡ ở hai anh, có thể thấy hai anh đã vô cùng hạnh phúc khi đã gieo thêm một đóa hoa yêu thương xuống cho cuộc đời này. Trước tinh thần tương thân tương ái đến từ hai chàng trai ngoại quốc, mọi người vừa phấn khởi trong lòng mà cũng nghẹn ngào xúc động. Một bài bình luận được cộng đồng mạng chia sẻ lại: tuyệt vời quá, cái nghĩa cái tình của con người Việt Nam được lan tỏa quá tốt luôn. Thực ra thì ở đâu cũng vậy cả thôi, có đạo đức, có nhận thức thì nhất định sẽ có người tốt cả thôi. Ở đâu cũng có người này người nọ, chưa kể ông cha ta có câu, gần đen thì sáng, ở cùng người tốt chúng ta cũng sẽ tốt lên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.